vị và các bạn đến với kênh của họa sĩ Trương Hữu Liêm, nhìn cánh hoa rất là đẹp. Cành hoa rất là đẹp. Nắng lên này, nắng lên này. Zoom vào như thế này. Nắng lên trời xanh. Đó. Ta lại gần xem hoa này hoa gì nha. Xem những cái chùm hoa đường, xem những cái hoa này đẹp, phải thêm đường Pleasant Hill. Tôi đây, tôi đang đi vào cái khu tập giao ở Phoenix và đang đi lên đường Pleasant Hill để xem những chùm hoa rất là đẹp. Đó. Rồi, quay ra đây này. Đây là mùa xuân mà khung cảnh nó quý. Rất nhiều hoa nở. Không thể thiếu được cái sự lãng mạn này. Trên đường. Rồi.
kêu. Xuống rất là nhẹ, lắng nghe âm thanh, tiếng nhạc này, tiếng chim này, tiếng chim, tiếng nhạc, tiếng động cơ xe ô tô, tiếng gió thổi. Xe ô tô chiếc xe của mình. Cảm ơn quý vị theo dõi, hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.